Tiếp tục cập nhật về tình hình dịch COVID-19, hôm nay Việt Nam có 78.795 ca mắc COVID-19 tại 63 tỉnh thành phố. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với con số cao chưa từng có là 9.836 ca F0. Một số tỉnh thành khác có nhiều ca mắc là Quảng Ninh 4.615 ca trong 2 ngày, Bắc Giang 3.563 ca, Tuyên Quang 2.797 ca. Tại tỉnh Phú Thọ trong 24 giờ qua ghi nhận 2.696 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể tại thành phố Việt Trì 465 ca huyện Phù Ninh 450 ca, huyện Cẩm Khê 398 ca, huyện Tam Nông 205 ca, huyện Đoan Hùng 204 ca, huyện Lâm Thao 195 ca, thị xã Phú Thọ 158 ca, huyện Hạ Hòa 155 ca, huyện Thanh Ba 142 ca, huyện Thanh Sơn 102 ca, huyện Tân Sơn 100 ca, huyện Yên Lập 62 ca, huyện Thanh Thủy 60 ca. Trong các ca mắc COVID-19 mới có 1.018 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng cách ly phong tỏa đã được quản lý. 1.678 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện trong ngày là 1.730 ca. Đánh giá cấp độ dịch theo cấp xã phường thị trấn, không có xã phường ở cấp độ 4, có 163 xã phường thị trấn ở cấp độ 3, 22 xã phường ở cấp độ 2 và 40 xã phường còn lại ở cấp độ 1.